Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 Phút. Ở cuối tập 55, sau khi Vân Tước Tử phá vỡ đại trận bảo vệ tông môn, ngay lập tức, năm gã hóa thần cùng hàng trăm đệ tử đã liền lao tới bao vây. Lúc này, thầy lão gia hỏa Vân Tước Tử kia chỉ về phía mình, Phương Lâm như hiểu ra, liền hướng về phía đám người kia đáp. Từ lâu, đã nghe Bạch Vân Tông có nhiều tu sĩ hóa thần kỳ, hôm nay tại hạ muốn được luận đàm, có chút thất lễ, mong được bỏ qua. Dứt lời, Phương Lâm liền điều khiển thần thức hóa thành một thanh phi kiếm lao về phía trước. Đối diện với nó, một tên tu sĩ gầm lên, hắn ta liền huyễn hóa ra hai con tử long lao tới va chạm cùng phi kiếm. Vào khoảnh khắc đó, Phương Lâm cảm nhận uy áp định lùi lại thì vị lão nhân kia truyền âm nói: "Ngươi lùi làm gì, hãy lĩnh ngộ ý cảnh của hắn đi." Nghe vậy, Phương Lâm không lùi mà tiến, anh ấy cứ thế để công kích lao tới. Trong khoảnh khắc đó, khi công kích đánh vào, thật kỳ lạ, Phương Lâm lại không gặp chút thương tổn nào, anh ấy chỉ bình tĩnh lĩnh ngộ ý cảnh trong công kích của đối phương mà thôi. Phía đối diện, thấy sự tình vừa rồi, tên tu sĩ kia dừng lại nói: "Tiền bối tới đây là vì đệ tử lĩnh ngộ ý cảnh đúng không?" Nghe vậy, lão Vương Tước Tử liền cười lớn chỉ vào người tiếp theo quát: "Ngươi, đi ra, đến lượt ngươi." Nghe thế, người kia lại không làm theo, bà ta đáp: "Tu vị của tiền bối thông thiên, nhưng Bạch Vân Tông không phải là nơi có thể bảo gì làm nấy." Tới đây, Vương Tước Tử lẩm bẩm, lão liền lấy ra tổ linh bài ném về phía trước, nhìn thấy nó, đám người kia giật mình. Ngay lập tức, bọn họ liền tuân theo mệnh lệnh. Rất nhanh, từng gã tu sĩ hóa thần lần lượt đi ra công kích Phương Lâm, giúp anh ấy cảm nhận ý cảnh của hóa thần kỳ. Trải qua 4 người công kích, Phương Lâm cảm nhận được mỗi loại ý cảnh đều có sự khác biệt khác nhau. Đến cuối cùng, chỉ còn lại một gã hóa thần hậu kỳ có tu vi mạnh nhất. Thế nhưng, hắn vẫn chần chừ chưa có xuất chiêu. Theo lời hắn, nếu như mình ra tay, có lẽ Phương Lâm không thể chịu được ý cảnh của mình. Nghe vậy, Vân Tước Tử liền mắng nhẹ hắn một trận. Bởi thế, người kia liền phải dùng ra ý cảnh của mình công kích. Trong khoảnh khắc công kích đánh vào, Phương Lâm có cảm giác rất lạ. Theo anh ấy cảm nhận, ý cảnh này có thể ảnh hưởng đến linh lực. Nếu có thể tác dụng đến thọ nguyên thì tuyệt đối có thể nói là cực kỳ nghịch thiên. Còn Vân Tước Tử, thấy Phương Lâm đã cảm nhận xong, trước khi rời đi, ông hướng về phía nam tinh kia nói: "Ý cảnh của ngươi rất đặc biệt, nếu có thể đạt đến vấn đỉnh thì sẽ vô cùng nghịch thiên. Các ngươi giữ lấy tổ linh bài đi, ta đi đây." Dứt lời, ông lại một lần nữa kéo theo Phương Lâm biến mất khỏi nơi này trước ánh nhìn của đông đảo đám người xung quanh đây. Không lâu sau, hai người đã hiện ra. Ngay lập tức, Phương Lâm tháo mũ ra rồi chấp huyền hướng về phía lão gia hỏa kia nói: "Thần thông của tiền bối quả thật kinh người, thật sự trong đời vạn bối ít thấy. Bội phục, bội phục." "Được, ngươi đã cảm ngộ ý cảnh rồi, ngươi trở về đi, nhớ rõ phải nhanh chóng đạt đến hóa thần kỳ rồi điêu khắc tượng gỗ cho ta." Thế, Phương Lâm lại hỏi: "Tiền bối, tổ linh bài kia là vật gì?" "Cái đồ bỏ đi kia không tính cái gì, nơi này ta còn nhiều lắm." Nói xong, từ trong túi chữ vật, hắn xuất ra một đống lớn đầy đủ các loại lệnh bài, đưa cho Vương Lâm rồi hoang mang nói: "Người muốn lệnh bài của môn phái nào, ta đều có thể chế tạo cho ngươi, ngươi có muốn mua một cái không?" Nghe vậy, Vương Lâm không đáp mà lặng lặng quay đầu lập tức rời đi khỏi nơi đây, mặc cho lão Vân Tước Tử ở phía sau hò hét ra giá. Thời gian qua đi, không lâu sau, Vương Lâm đã trở về nhà của mình và liền ngồi xuống. Trong hoàn cảnh yên tĩnh này, trong đầu hắn hiện ra ý cảnh khác nhau của năm vị hóa thần kỳ tu sĩ. Dần dần, cả người hắn chìm đắm bên trong, lặng lặng cảm ngộ. Sau đó, Vương Lâm mơ hồ hiểu ra một chút, những ý cảnh này bắt nguồn từ những nhân sinh quan khác nhau trong khi lĩnh ngộ thiên đạo mà đạt được. Một hồi lâu sau, Vương Lâm mở hai mắt ra, cầm lấy một đoạn gỗ, tay phải huy động khắc đao, vụn gỗ bay tán loạn, khắc đao trong tay hắn như nước chảy mây trôi, không có chút nào dừng lại. Thế nhưng đang làm, tượng gỗ lại đột nhiên gãy đôi. Tới đây, Phương Lâm hiểu, muốn đạt tới ý cảnh của gã hóa thần mạnh nhất Bạch Vân Tông khi trước, vẫn phải dựa vào cảm ngộ của chính mình. Suy nghĩ một hồi, tiếp theo, hắn lại cầm lấy một đoạn gỗ, dùng ngón tay làm đao tiếp tục khắc tiếp. Thời gian trôi qua, 5 tháng thấm thoát, trong nháy mắt lại đã qua 10 năm. Trong 10 năm này, vẻ bề ngoài của Vương Lâm dĩ nhiên đã trở nên già hơn, bên trong mái tóc mai của hắn có điểm một ít sợi tóc bạc. Thời gian trôi qua, Vương Lâm chỉ thực hiện được một thành phẩm tượng gỗ điêu khắc, đó là một bà lão của Bạch Vân Tông, điều này cũng bởi tu vi vẫn là chưa đủ. Tới đây, Vương Lâm rốt cuộc cũng buông tượng gỗ xuống rồi đi ra bên ngoài, nhìn ánh mắt trời chiếu vào người, Vương Lâm hít sâu một hơi. Bất chợt trong lúc đó, ở phía xa, có một cậu nhóc đi tới ôm lấy Vương Lâm nói: "Vương gia gia, đây là cháu trộm rượu đưa đến cho ông đấy, đường của cháu đâu?" Đến đây thì hết tập 56 Tiên Nghịch. Liệu rằng tập tiếp theo sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!